Cây này cây sam ngọc nha. Nó có phần lũa thấy ghê không? Người ta làm lũa. Cây này mà chết tôi lấy cây linh sam tôi quấn vô cũng đẹp lắm, cứ ngắt à. Tôi cũng mới biết cây này luôn rồi tôi. Cây này của miền Trung nha mấy bạn. Không phải của miền Nam mình đâu. Cây sam ngọc. Cũng bông có trái vậy. Mình biết cây chuối ngọc mà chứ mình không biết cây sam ngọc này tiếc. Cây này của miền Trung mình mới biết sau này thôi. Cây sam ngọc nha, nhưng mà mình thấy cái gỗ nó rất là hay, nó cứng lắm. Cái cây sống mà mình cầm nè, mình thấy cứng ngắt luôn nè. Nó lũa y như cái linh sam này, đúng rồi, họ cây rừng thì chứ. Cây này mà ngoái chắc mình nghĩ cây mọc quang dại cây rừng quá. Thế thì miền Trung mình cũng không để ý mấy cây này nữa. Nhưng mà giờ phần lũa người ta làm lũa nè. Giờ mình thấy cũng già nua dữ lắm. Sam ngọc nha các bạn. Cái này mà nếu mà lỡ nó chết tôi quấn lên sam như cũng đẹp. Cứng quá thì cứng mà giờ nó hay lắm. Đúng là cái rừng dần cũng có khác. Cái này ghép lũa lên sam vô là thôi hết lăng luôn. Là lên sam thì ra bông rồi cái sam ngọc. Cái này cây sam ngọc nha các bạn.